Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người về một cái điều mà có thể rất nhiều người biết tới nhưng mà lại rất ít khi sử dụng. Đó chính là khả năng kết nối OTG của các thiết bị di động. Ở đây mình có một chiếc Oppo Find 7. 7A thì cũng tương tự như này. Hiện nay Oppo có trang bị cho nó cái tính năng kết nối OTG, tức nghĩa chúng ta có thể cắm một cái cáp thông qua cổng micro USB như này. Một cái cáp này nó rất là ngắn và nhỏ gọn thôi. Sau đó là chúng ta có thể kết nối các thiết bị ngoại vi thông qua cổng USB chuẩn 2.0. Từ USB chuột cho đến tay cầm chơi game có thể kết nối rất là tuyệt vời. Ở đây mình có cáp OTG mua hiện nay thị trường có 50 khựa thôi, 50 cành thôi. Mình sẽ cắm cái USB vào đây cho các bạn xem. Đó. Các bạn lưu ý là hiện nay USB chủ yếu là mình đang sử dụng cái chuẩn của nó là FAT32 thì nó có thể kết nối được một cách tốt hơn. Sau khi bạn cắm vào thì lập tức trên thanh thông báo sẽ có một cái thông báo là bộ nhớ USB đã được kết nối thành công. Và bây giờ cái nhiệm vụ các bạn là chúng ta chỉ cần vào một cái trình duyệt file, ví dụ như là đây mình sử dụng trình duyệt file mặc định của cái chiếc Oppo Find 7 này. Mình sẽ vào, nó sẽ nhận ra một cái bộ nhớ bên cạnh cái thẻ, bên cạnh cái bộ nhớ trong. Đó, chúng ta sẽ thấy đây chính là cái bộ nhớ dành cho USB, cái thẻ mà mình vừa cắm vào. Các bạn yên tâm là nếu mà kể cả USB các bạn có virus thì nó không bao giờ bị ăn vào cái thiết bị chúng ta, tại vì cái nền tảng hệ điều hành di động và cái nền tảng ví dụ như Windows nó sẽ không có chung cái nhân giống nhau nên sẽ không bao giờ bị ăn vào virus, nên ta có thể hoàn toàn yên tâm cắm thoải mái. Trong này nó sẽ có một số thư mục trong máy, trong cái USB mình đã có rồi. Các bạn thấy là có một trong những cái vấn đề chúng ta thấy, ví dụ như xem GAV, xem phim, xem xong xóa chẳng hạn, hay một số loại phim hình ảnh nhạy cảm mà các bạn thấy là chứa trong bộ nhớ máy rất dễ bị gấu hoặc là người yêu phát hiện, thì bây giờ chúng ta có một cái trò mới, chúng ta có thể cắm vào USB luôn luôn thủ bên mình, sau này khi nào cần giải trí thì cắm cái cáp này vào xem, sau đó lại cất đi. Đó, rất cẩn thận như thế chúng ta sẽ lưu dữ liệu cũng như là bảo mật được một số cái thông tin nhạy cảm tốt hơn. Bên cạnh đấy thì bây giờ mình sẽ thử kết nối với lại một chiếc con chuột. Và mình cũng sẽ cắm cái một cái đầu adapter của chiếc chuột này vào. Sau khi cắm thì lập tức trên cái chiếc Oppo Find 7 của mình sẽ thông báo là có chuột và bàn phím kết nối. Nó sẽ nhận cả hai cái thông tin này luôn. Sau khi các bạn kết nối xong thì các bạn thấy là con chuột này của mình có thể thao tác thoải mái trên cái màn hình, kéo qua kéo lại nó giống như kiểu là bình thường thôi. Như bạn vào nghe gọi nhá. Và các bạn muốn thoát cái phím back, các bạn bây giờ sẽ là chuột phải, chúng ta bấm quay lại. Kéo thanh thông báo, bấm mọi thứ sẽ là chuột trái. Cái này thực ra là một cái giải trí khá là hay. Mình có thể truyền hình ảnh của cái điện thoại này thông qua wifi vào TV nhà bạn, thông qua các kết nối mà có rất nhiều máy có hỗ trợ. Sau đó mình có thể chơi một số game như là Hay Day này, mình có thể xem ảnh trong gia đình, hoặc là mình cũng có thể chơi các game như là Flappy Bird, Fruit Ninja. Thông qua cái chuột này chúng ta có thể cắm xuất hình ảnh ra TV lớn hơn, giải trí rất là thoải mái. Kể cả các bạn nhập bàn phím, các bạn mua một cái bàn phím USB, bạn cắm vào đây, nhập dữ liệu nó sẽ tốt hơn nhiều. Và khi các bạn muốn chơi game thì các bạn biết một điều là chúng ta chơi game màn hình cảm ứng cũng khó chịu, như là giả lập PSP thì chúng ta hay bị che cái tay lên màn hình, rất là bực mình. Và cái điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta thích chơi game tay cầm giống như kiểu là chơi PS3 hay sao, thì cũng qua cái kết nối OTG chúng ta có thể cắm một chiếc tay cầm vào đây và có thể kết nối không dây để thể chơi game trực tiếp cái giả lập PSP rất là tiện lợi. Và hôm sau mình sẽ có một video chia sẻ riêng là làm thế nào để chơi được thông qua cái tay cầm này, và cái tay cầm nào hỗ trợ tốt thì mình sẽ nói riêng cho các bạn trong cái video lần sau. Và như vậy mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái việc sử dụng kết nối OTG trên chiếc Find 7. Đây nó có đem lại rất nhiều lợi thế. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một USB riêng chứa dữ liệu phim ảnh khi nào cần đem vào giải trí, không nhất thiết phải có vào máy cho mất thời gian hoặc là hết dữ liệu các bạn. Thứ hai là để kết nối với các thiết bị ngoại vi, chuột rồi bàn phím, để các bạn ví dụ như là đi công tác có thể gõ bàn phím liên tục nhiều hạn thì ngại gõ bàn phím cảm ứng. Và thứ ba là chơi game thông qua cái kết nối OTG này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.